Bảo và Tuyết Vinh kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Ăn Ngon Sống Khỏe Mỗi Ngày Vui. Em chào cô. Chào Tuyết Vinh. Cô ơi, em nói nhỏ với cô chuyện này nha. Không biết cô thì như thế nào á, chứ sao mà việc ăn uống đối với em lúc nào cũng mang lại một cảm giác rất là vui vẻ, thoải mái, mà đặc biệt là với những món mới lạ đó cô. Chuyện đó đâu có gì lạ đâu. Tại vì mình thấy Tuyết Vinh mỗi lần mà đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày á, là lúc nào cũng thấy vui quá trời quá đất luôn vậy á. Nhưng mà cô ơi, món mới, món lạ thì không phải lúc nào cũng có để ăn đâu cô. Không phải là món mới, món lạ lúc nào mình cũng cần phải thay đổi nguyên liệu, mà chỉ cần thay đổi một chút chế biến là chúng ta cũng đã có món ăn ngon. Ví dụ như ngày hôm nay Diệu Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một món ăn với lại nguyên liệu thì rất là quen thuộc và dễ tìm, nhưng mà có cách chế biến thì thật là mới lạ. Hướng dẫn cho quý vị khán giả mau mau đi cô. Chưa đâu, trước khi mà hướng dẫn cho quý vị khán giả đó thì phải đố Tuyết Vinh một chút xíu nữa. Dạ, đó là cái nguyên liệu hôm nay cô làm á, là nguyên liệu chính là hải sản nè ha. Mà với một cái con vật nào mà giống đực giống cái gì cũng có trứng hết á. Cái này là không cần phải suy nghĩ, trả lời liền cho cô luôn. Cá trứng. Đúng rồi. Rồi, trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món cá trứng chiên giòn sốt chanh dây. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 250g cá trứng, một trái chanh dây, một ít rau xà lách son, hành tím băm nhỏ, một ít bột năng, các loại gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit. Và nguyên liệu chính của mình bữa hôm nay là chúng ta sử dụng cá trứng nè. Sau khi chúng ta đã thấm khô cá trứng rồi thì quý vị khán giả sẽ cho hết phần cá trứng này vào trong cái hộp. Khi mà cho cá vào hộp thì là chắc Tuyết Vinh cũng đoán cô sẽ làm gì tiếp theo rồi phải không? Đúng rồi, cô sẽ cho bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit vào. Chính xác, chúng ta sẽ rắc đều cái phần bột này khoảng chừng nửa gói vào trong cá. Cô sẽ dùng nắp đậy lại và lắc đều cái phần cá này. Tuyết Vinh giúp cho cô lắc đều cái phần em này. Em sẵn sàng giúp cô đây. Trong khi mà Tuyết Vinh lắc bột tẩm khô chiên giòn Ajiquit để cho thấm vào cá đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục và pha chế một cái nguyên liệu rất là quan trọng trong cái món ăn, đó là cái phần gia vị nước sốt mà chúng ta cho vào. Chúng ta sẽ sử dụng khoảng nửa chén nước nè. Quý vị khán giả sẽ lấy một cái trái chanh dây, chúng ta lấy cả phần hạt và cái phần cơm này ra. Em thấy là chanh dây có hạt đó cô. Vậy lúc mà mình làm sốt thì có nên lọc bỏ hạt này đi không? Trong trường hợp mà quý vị khán giả làm cái món sốt chanh dây này mà cho người lớn dùng á, thì chúng ta có thể sử dụng luôn cả cái phần hạt chanh dây này. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm món này cho trẻ con thì chúng ta nên lọc bỏ cái phần hạt này đi, hoặc là chúng ta xay nhuyễn ra và chúng ta lọc bỏ cái phần xác. Quý vị khán giả ơi, lưu ý với quý vị một điều, đó là hạt chanh dây hoàn toàn có thể ăn được. Tuy nhiên khi mà chúng ta chế biến cho trẻ em thì quý vị nhớ là chúng ta lọc bỏ hoặc là xay nhuyễn phần hạt này ra quý vị nha. Sẽ cho vào một muỗng canh đường nè, nửa muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nữa. Chúng ta khuấy đều cái phần này lên. Rồi, em giúp cô nha. Tuyết Vinh giúp cho cô phần này. Trong khi mà chờ cho Tuyết Vinh khuấy phần gia vị để làm sốt á, thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục đặt một cái chảo lên bếp. Khi chuẩn bị lượng dầu để chúng ta chiên cá đó, thì quý vị khán giả cần lưu ý là chúng ta cho dầu vào nhiều một chút. Cá đó chúng ta cũng đã tẩm bột rồi, cô sẽ lấy cái phần cá này ra nè, mình chuẩn bị mình thả vào để mình chiên. Sau khi mà cho cá vào á, quý vị khán giả dùng đũa để mà chúng ta tách những cái con cá ra để cho nó rời ra, vì nếu mà chúng ta không tách ngay cái giai đoạn đầu này thì là cá nó sẽ bị dính lại với nhau. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chiên lửa lớn để cho cái lớp vỏ bên ngoài của cá nó vàng giòn. Mà cô ơi, em thấy cá trứng cũng khá là mềm, nhất là cái phần bụng cá đó cô. Mà đặc biệt là nếu như chúng ta không có cẩn thận thì dễ làm cho cái phần bụng cá này bể ra. Đúng sẽ rồi. Không ngon cô ha. Quý vị khán giả cũng đừng lo quá. Khi trong quá trình chúng ta chiên á, chúng ta tẩm qua bột tẩm khô chiên giòn thì ngoài cái tác dụng là giúp cho cái phần gia vị thấm vào trong cá, mà còn có cái tác dụng thứ hai là nó giữ cho cái phần cá này không bị bể bụng trong khi chúng ta chiên. Cá đã vàng giòn rồi, chúng ta vẫn để lửa thật là lớn và chúng ta vớt ra để cho dầu ở trong cá rút ra hết, chứ không bị thấm vào phía bên trong con cá, ăn sẽ rất là ngán. Cá sau khi mà đã chiên xong rồi đó thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục làm ngay cái phần sốt. Mình cho dầu vào, chúng ta lập tức cho cái phần hành tím vào. Hành bắt đầu hơi đổi qua cái màu vàng nhạt nè, chúng ta cho sốt vào. Cuối cùng thì chúng ta cho một muỗng canh bột năng pha loãng này vào trong phần sốt và chúng ta khuấy đều như thế này. Em thấy phần sốt đã thơm ơi là thơm luôn rồi đó cô. Bột bắt đầu trong lại và sốt sệt lại là được rồi. Bây giờ thì tụi cô sẽ sắp cá ra. Cuối cùng là cái phần sốt này, quý vị khán giả sẽ cho sốt vào để chúng ta trình bày cho cái món ăn của chúng ta thêm phần độc đáo. Cô sẽ thêm một cái cọng rau húng lủi nữa để cho nó thêm màu xanh cho nè. Rồi, cô đã lấy cá cho em rồi đây.
Dạ. Em dùng thử nha. Em cảm ơn cô, nhưng mà cô em nghĩ là món cá trứng chiên giòn này phải cầm tay ăn thì mới đã. Cái đó tùy em thôi, em sẽ thưởng thức như thế nào là tùy ý. Cá vàng giòn luôn nè. Chấm một miếng sốt đã. Cái việc đầu tiên mà em có thể cảm nhận được đó là rất là nhiều trứng ở trong bụng cá, mà không biết là quý vị khán giả có nhìn thấy được không ạ? À? Rất là ngon và hấp dẫn. Thịt cá thì giòn rụm nè, và sốt thơm lừng mùi chanh dây luôn, kết hợp với vị chua chua ngọt ngọt. Phải gọi là một món ăn mà chúng ta có thể ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Một món ăn có thể tiết kiệm được thời gian và ngon miệng nữa thì chúng ta nên thực hiện để đãi cả nhà, phải không quý vị? Cô cảm ơn Tuyết Vinh đã động viên. Và đây là một món ăn chế biến thì đơn giản nè, nguyên liệu thì rất là dễ tìm. Chắc chắn là bất cứ quý vị khán giả nào sau khi xem xong chương trình này đều có thể thực hiện lại được ngay. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị và các bạn thân mến, giới thiệu đến cho quý vị những món ăn ngon, bổ dưỡng, đó là niềm vui của những người thực hiện chương trình. Nhưng chúng tôi sẽ vui hơn nếu nhận được sự ủng hộ, những lời động viên cũng như những lời góp ý để chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị ơi, nhớ hai cách để có thể liên lạc với chương trình nhé. Đó là hộp thư số 620, bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Cô Dự Thảo và Tuyết Vinh cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.